giả, vào những ngày giáp Tết như thế này thì các gia đình nhà nào cũng tranh thủ lựa chọn, mua sắm và chế biến thực phẩm dùng trong 3 ngày Tết. Việc chọn lựa thực phẩm chăm lo cho dinh dưỡng gia đình cứ tưởng là đơn giản nhưng mà thực sự thì không đơn giản chút nào. Bởi vì giờ đây thì không chỉ có khái niệm ăn ngon, bổ dưỡng mà là phải ăn làm sao cho hợp vệ sinh và an toàn cho sức khỏe. Đó cũng chính là lý do mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay dành thời gian mời quý khán giả cùng tìm hiểu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngày Tết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015, vì thế mà nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng của người dân cũng tăng cao, đặc biệt là các loại sản phẩm đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền như bánh mứt, giò chả, lạp xưởng, với sự đa dạng về chủng loại và bắt mắt về hình thức thể hiện. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong dịp Tết năm nay là người tiêu dùng đã có ý thức hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chủ yếu lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, quen biết để mua các sản phẩm có nhãn mác, thương hiệu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình và người thân. Tôi đi mua sắm cho những ngày Tết. Tôi mua như là bánh mứt, chả giò, chả lụa, lạp xưởng. Thì đối với những cái thực phẩm đó thì tôi rất là quan tâm đến cái việc bảo quản. Cho nên về tôi phải bảo quản trong tủ lạnh, nhưng mà không biết là bảo quản như vậy thì có đúng hay không. Thế nhưng, trước thực trạng thực phẩm kém chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng hoặc sử dụng nhiều chất phụ gia, phẩm màu ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường, đặc biệt là vào dịp cuối năm, đã khiến người dân không khỏi lo lắng. Để chuẩn bị cho Tết thì tôi mua những mặt hàng bánh kẹo để đãi khách, thì tôi rất lo về phẩm màu mè của nó, làm màu cho mình bắt mắt để mình mua. Mình trong khi đó mình không có thời gian để mình làm được. Muốn mua nhưng mà cũng không an tâm cho lắm. Do đó mà việc tự làm thực phẩm Tết tại nhà cũng được nhiều người dân lựa chọn. Điển hình như gia đình của chị Trần Thị Thủy, ngụ tại phường 1, thành phố Vĩnh Long, thay vì tìm đến các cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị để tìm mua thực phẩm cho ngày Tết, thì chị đã dành chút thời gian để lựa chọn nguyên liệu và tự tay làm thực phẩm Tết tại nhà, để vừa có thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa tiết kiệm được chi phí. Năm nào thì tôi cũng làm kiểu ở nhà đó, là tại vì Tết thì mình muốn bảo đảm về an toàn thực phẩm đó, thì mình làm ở nhà thì nó chất lượng hơn là nhiều khi mình mua ở ngoài thì mình nhiều khi mình sợ có chất bảo quản hay là có hàng the, thành ra nó không có bảo đảm về thực phẩm, thành ra năm nào tôi cũng phải làm nhà để sử dụng trong mấy ngày Tết. Thưa quý khán giả, từ những lo lắng của các bà nội trợ trong việc chuẩn bị thực phẩm sử dụng trong 3 ngày Tết, thì chúng tôi đã tìm gặp ông Đặng Minh Dũng, Chi cục Phó Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long để có những thông tin tư vấn cùng quý khán giả. Xin chào ông Đặng Minh Dũng. Trước hết xin được hỏi ông là thông thường các thực phẩm được chế biến sẵn sử dụng trong 3 ngày Tết thì phần lớn đều có dùng phẩm màu hay là các chất phụ gia. Vậy thì làm thế nào để người tiêu dùng có thể nhận biết được đâu là phẩm màu và đâu là các thực phẩm có chứa các chất phụ gia gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe? Thì bằng mắt thường thì người tiêu dùng chúng ta khó phân biệt cái sản phẩm nào mà có cái phẩm màu hay là phụ gia độc hại lắm. Mà chỉ có cái xét nghiệm mẫu thì cái kết quả xét nghiệm mẫu thì chúng ta mới biết được là nó có chứa phẩm màu hay là phụ gia độc hại. Về mặt phẩm màu thì thông thường chúng ta có thể dùng mắt thường để phân biệt cái phẩm màu tự nhiên hay phẩm màu công nghiệp. Thì đối với những sản phẩm mà có cái phẩm màu tự nhiên á, thì thường á, thì cái màu nó rất là nhạt. Và cái mức độ đồng đều của sản phẩm khi nhiễm màu thì nó không có đồng đều cao, và nó rất là dễ khi mà thấm nước thì nó rất là dễ phai màu. Còn đối với những phẩm màu công nghiệp thì khi vào nhuộm vào trong những cái thực phẩm như hạt dưa rồi đó thì cái mức độ đồng đều màu nó rất là cao và màu sắc nó rất là sặc sỡ và nó rất là khó phai màu khi mà nó thấm nước. Thưa ông, thời gian gần đây thì các nhà chức năng có khuyến cáo các loại thực phẩm như là giò chả, nem chua, kiệu chua được chế biến sẵn là không an toàn. Thế nhưng thì ngày Tết thì những loại thực phẩm này là những loại thực phẩm được các chị em chọn mua để dự trữ trong nhà nhiều nhất. Vậy thì nhân đây ông có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết cách để lựa chọn và bảo quản những dạng thực phẩm này như thế nào? Trước hết thì khi chúng ta lựa chọn thực phẩm thì khi chúng ta mua lựa chọn thì chúng ta phải lựa chọn những cái cơ sở là nó có thương hiệu, có uy tín, có địa chỉ, có nhãn mác rõ ràng. Và trong những ngày Tết thì thường thường chúng ta không nên mua dự trữ quá nhiều loại thực phẩm. Chúng ta phải bảo quản cái thực phẩm đó trong cái điều kiện là đúng theo cái yêu cầu của nhà sản xuất đã đưa ra.
Còn đối với những cái thực phẩm bao gói sẵn thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cái vấn đề là cái hạn sử dụng và cái hướng dẫn mà bảo quản của cái nhà sản xuất để chúng ta sử dụng và bảo quản cho nó đúng theo cái yêu cầu. Thưa ông, ngày Tết thì số lượng gia súc gia cầm được sử dụng cũng khá là nhiều, nhưng mà ông có thể cho biết là thời gian vừa qua thì cái vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cái dạng thực phẩm này trên địa bàn tỉnh ta ra sao? Và nhân đây thì ông có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết là cách lựa chọn những dạng thực phẩm này thì như thế nào? Nói chung là đối với gia súc gia cầm được tiêu thụ trong ngày Tết thì khi chúng ta mua những cái sản phẩm này, chúng ta phải lưu ý là cách lựa chọn thực phẩm. Ví dụ thịt, đối với thịt gia súc gia cầm tươi thì chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm thịt là nó còn tươi, cái có độ đàn hồi cao và không có mùi vị lạ như là mùi thuốc kháng sinh thì chúng ta nên chọn. Còn đối với những cái loại gia súc gia cầm mà khi mà quay thì chúng ta phải mua ở những cái cơ sở là có cái điều kiện là có nguồn gốc và những sản phẩm này phải được bảo quản, được che đậy, hợp vệ sinh. Và chúng ta cũng lưu ý là những cái đối với những sản phẩm mà thịt quay thì khi chúng ta lựa chọn thì phải là cái độ nó còn có cái độ là khô và nó săn, thịt nó bám sát vào da và nó còn nóng, tránh mua ở những cái nơi mà không có được che đậy bảo quản hợp vệ sinh, hoặc là thịt nó có bủng hay là nó có mùi gì lạ thì chúng ta không nên mua. Vậy thì nhân đây thì ông có thể cho quý khán giả được biết đó là 5 chìa khóa vàng để có được thực phẩm an toàn là gì? Thì 5 chìa khóa vàng để đảm bảo thực phẩm an toàn, thứ nhất là phải giữ được vệ sinh. Giữ vệ sinh ở đây là chúng ta giữ vệ sinh cá nhân và chúng ta giữ vệ sinh cái khu vực chúng ta chế biến, hay là nói nôm na là khu vực bếp của chúng ta. Cái thứ hai nữa là không được để lẫn cái thực phẩm sống và chín, và cái dụng cụ, cái thiết bị chúng ta chế biến cũng không có để dùng sử dụng như là dao thớt cho thực phẩm sống và chín riêng biệt, không nên sử dụng chung. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải đun sôi kỹ thức ăn. Thức ăn chúng ta phải nấu chín kỹ, hoặc là những cái thức ăn mà trước thừa ngày hôm trước chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải đun sôi kỹ lại. Cái thứ tư nữa là phải đảm bảo được cái nhiệt độ an toàn, giữ được cái nhiệt độ an toàn, có nghĩa là chúng ta phải bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ lạnh, và ở nhiệt độ nóng thì chúng ta phải đảm bảo được cái nhiệt độ trong quá trình chúng ta chế biến, thì cố gắng là nên sử dụng ngay, không nên để quá sau 2 tiếng. Và chúng ta cũng cố gắng là không nên là sử dụng những cái thực phẩm chúng ta chế biến và hâm đi hâm lại nhiều lần, thì nó cũng có chứa yếu tố nguy cơ rất cao. Và cái chìa khóa thứ 5 nữa là chúng ta phải sử dụng cái nước sạch và cái nguồn nguyên liệu tươi để mà chúng ta chế biến thực phẩm thì nó sẽ an toàn hơn. Tình trạng ngộ độc thức ăn hay còn gọi là trúng thực, ngộ độc rượu bia và rối loạn tiêu hóa là một trong những bệnh thường gặp trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán hàng năm. Đây cũng là một thực trạng đáng báo động hiện nay. Bởi đa phần thức ăn trong những ngày Tết là những loại thức ăn được chế biến sẵn và được dự trữ dùng trong nhiều ngày như giò chả, lạp xưởng, thịt kho và các loại thức ăn đồ uống có nhiều đường như bánh mứt, nước ngọt, đồ uống có ga. Ngoài ra, mùa Tết cũng là mùa của những buổi tiệc ăn uống nhẹ để sum họp gia đình, bạn bè, người thân, nên việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều bất cập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết tăng cao. Đa số là trong những trường hợp ngộ độc thức ăn, hoặc là tiêu chảy nhiễm trùng, hoặc là rối loạn tiêu hóa, thường xuất hiện là trong dịp Tết, sau dịp Tết, mà thường xảy ra là thường là trong dịp Tết nhiều. Thường là do là sự an toàn vệ sinh thực phẩm nó không được tốt. Do bệnh nhân ăn những cái thực phẩm nó dễ bị nhiễm khuẩn. Đối tượng thường gặp là ở những người dân thường và những trẻ em, nhiều hơn ở những cán bộ công vụ viên. Ngộ độc thực phẩm có rất nhiều dạng, tùy vào mức độ mà có sự khác nhau về phương pháp điều trị. Có những dạng ngộ độc cũng có thể tự khỏi nếu biết cách khắc phục tại nhà. Nhưng cũng có những dạng ngộ độc nếu không được sơ cứu, chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người dân. Thường ngộ độc thức ăn thì bệnh nhân đi ói mửa rất là nhiều và tiêu chảy rất là nhiều, thì bệnh nhân có tình trạng là mất nước và điện giải. Thì bệnh nhân kèm theo, nếu mà bệnh nhân có nhiễm trùng thì bệnh nhân sẽ vô một cái chón nhiễm trùng, và bệnh nhân kèm theo một cái mất nước điện giải và bệnh nhân dễ vô suy thận. Nếu như bệnh nhân suy thận cấp thì ví dụ như mình chạy thận nhân tạo kịp thời thì chức năng thận bệnh nhân người ta hồi phục. Nhưng mà nếu như bệnh nhân quá nặng, cái chón nhiễm trùng không hồi phục và cái chức năng thận bệnh nhân không hồi phục thì bệnh nhân dễ có nguy cơ tử vong.
Kính thưa quý khán giả, quan niệm của ông bà ta trong 3 ngày Tết đó là phải vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và quan trọng nhất là sức khỏe. Đó cũng chính là điều mà ban biên tập chương trình Sức khỏe của bạn cầu mong cho quý khán giả gần xa. Và trước khi kết thúc chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, chúng tôi mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Chí Châu, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Vĩnh Long sẽ có đôi lời lưu ý cùng với quý khán giả về vấn đề an toàn sức khỏe trong 3 ngày Tết. Xin kính chào bác sĩ Phạm Chí Châu. Nói về khâu bảo quản thực phẩm trong 3 ngày Tết là rất quan trọng. Thế nhưng mà hiện nay thì nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình ở nông thôn thì vẫn chưa có quan tâm nhiều về vấn đề này. Vậy thì ý kiến của bác sĩ về vấn đề này như thế nào? Thì nói nhìn chung thì bà con của mình thì trong dịp Tết cổ truyền thì thường hay là dự trữ thức ăn ở nhà để mà ăn trong cái 3 ngày Tết. Nhưng mà ở đây thì cái thức ăn trong 3 ngày Tết thì thường thường là nó có hai nhóm thức ăn. Một là nhóm thức ăn là chế biến sẵn, rồi một cái nhóm thì để ăn lạnh thôi. Thì ở đây là mình nói chung là ví dụ như giờ thịt cá ha, là cái loại thịt cá thì chúng ta phải chọn là cho cái nó tươi sống. Còn những cái thức ăn mà lạnh, chẳng hạn như chả giò nè, nem nè, nó rồi bánh tét nè, bánh tét, bánh dày, bánh chưng nè, cái loại đó thì theo tôi thì có hai cái cách để mà khuyến cáo với bà con mình là những cái thức ăn mà chế biến sẵn á, là chúng ta nên chọn thực phẩm tươi ha. Thịt cá thì tươi đã nói rồi, theo cái đặc trưng của nó rồi, rau củ quả cũng nên là chọn những cái loại tươi, không có nên là héo úa, không có những cái mùi lạ. Rồi khi mà chúng ta chế biến thức ăn sẵn thì cũng nên là chúng ta chế biến nó cũng vừa, cái lượng vừa thôi, ăn 2-3 bữa vậy đó là nó hết rồi, chứ đừng có chế biến mà để quá nhiều ngày, hôm tới hôm lui thì nó cũng không đúng lắm. Còn những cái thức ăn mà lạnh mà chúng ta như chả giò, nem, bánh mứt này cái nọ thì cái khâu bảo quản chúng ta nên để cho nó ở trong cái những cái chỗ mà trong nhà chúng ta, chỗ nào nó râm, nó mát mà nó khô, chứ đừng để nó ẩm và nó nóng thì nó sẽ dễ đi đến là bị nấm mốc, thì khi mà sử dụng thì nó không được an toàn lắm. Thì nói chung là tôi cũng muốn khuyến cáo bà con dùng, nhất là dùng nông thôn của chúng ta, mà những cái gia đình mà không có tủ lạnh á, không có tủ lạnh thì nó khó hơn là những gia đình người ta đã có tủ lạnh thì nó bảo quản nó dễ rồi, khỏi phải nói rồi. Nhưng mà những cái gia đình bà con của chúng ta mà không có tủ lạnh thì là chúng ta nên tuân thủ những cái cách bảo quản như là tôi vừa nói. Vậy thì nhân đây thì xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả 10 nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn là gì? Thì nói chung là cái vấn đề về cái an toàn vệ sinh thực phẩm á, thì ngành y tế cũng có cái khuyến cáo là trong cái chế biến thực phẩm á, thì nó có cái 10 cái nguyên tắc. 10 nguyên tắc mà mình phải tuân thủ để là coi như là cái thực phẩm chúng ta sử dụng được an toàn. Và cái nguyên tắc thứ nhất á, là khi mà chúng ta lựa chọn thực phẩm là phải lựa thực phẩm an toàn trước cái đã. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện cái nguyên tắc thứ hai là ăn chín và uống chín. Rồi cái nguyên tắc thứ ba nữa là chúng ta ăn ngay sau khi mà chúng ta đã chế biến xong. Tại vì khi mà chúng ta chế biến xong, dù nó nóng nhưng mà 2 giờ sau thì nó nguội rồi thì nó cũng có thể bị nhiễm rồi. Thì chúng ta nên là ăn ngay sau khi mà chúng ta đã vừa chế biến thức ăn xong. Cái nguyên tắc thứ tư nữa là bảo quản thức ăn, mà khi mà chúng ta bảo quản cái thức ăn mà chúng ta đã chế biến chín rồi thì chúng ta phải cần bảo quản cho nó kỹ. Không có để là che đậy đàng hoàng, không có để là cái côn trùng hoặc là nó bám vào trong đó thì nó lại gây nhiễm cái thức ăn của chúng ta đi. Rồi cái thứ năm nữa là chúng ta không sử dụng là cái dao và cái thớt để mà chế biến thức ăn chín và thức ăn sống lẫn lộn nhau. Cái này là không được. Cái thứ sáu nữa là chúng ta phải là rửa tay trước khi chúng ta chế biến thực phẩm. Cũng như là trước khi, sau khi ta đi vệ sinh rồi chúng ta phải rửa tay rồi ta mới chế biến thực phẩm. Hoặc là cái tay chúng ta có làm những cái công việc gì mà với những cái loại hóa chất hay tất cả cái thứ ô nhiễm thì chúng ta không phải rửa rồi chúng ta mới chế biến thực phẩm. Rồi cái thứ bảy nữa là phải đảm bảo cái dụng cụ chế biến của chúng ta là cái dụng cụ chế biến là phải sạch, khô ráo. Như là khi mình chế biến xong thớt, dao rồi chúng ta phải rửa sạch, nồi niêu mới rửa sạch, úp lên cho nó khô. Đó, thành ra chúng ta bảo quản cái đó. Rồi cái thứ chín là khi mà thực phẩm là chúng ta đã chế biến rồi thì mình phải che đậy lại, không có để là côn trùng nó đậu lên. Rồi cái thứ 10 là cái nguồn nước. Tôi muốn nói đây là cái nguồn nước sạch, cái nguồn nước mà chúng ta để sử dụng mà để mà chế biến thực phẩm, mà đảm bảo cái nguồn nước nó sạch. Kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long đến đây cũng xin được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.